Ê, dạo này nhìn đẹp lên đó nha. Nhưng mà vẫn không đẹp bằng mày. Thì dĩ nhiên rồi. Ý là tao chỉ khen mày đẹp thế thôi, chứ mày tuổi gì đẹp bằng tao. Lần này tao nói thiệt á, tin tao đi. Ủa, vậy là trước giờ mày toàn nói dối tao không hả? Thật không? Mày nói có thật không vậy? Ủa chứ không lẽ không thật? Không lẽ tao nói xong rồi tao tự nói là tao nói không thật? Hả? Mày hỏi câu nào khác đi. Đừng có hỏi mấy câu mà không tin tưởng nhau như thế. Ê, ông có đang rảnh không vậy? Rảnh thì sao mà không rảnh thì sao? Có cái chuyện gì thì mày nói thẳng với tao, muốn nhờ cái gì thì nói luôn để tao biết là có làm được hay không, chứ đừng có hỏi cái kiểu rào trước đón sau, rảnh không, rồi bây giờ nếu tao trả lời là rảnh thì mày sẽ nhờ một việc gì đó và tao sẽ không thể nào từ chối, đúng không? Mày định thao túng tâm lý tao à? Đâu có dễ.